Gần 2 năm chống chọi với dịch Covid, dù có những thời điểm dịch bệnh bùng phát nhanh, phức tạp ở nhiều tỉnh thành, nhưng cho đến nay, sự nỗ lực kiểm soát dịch bệnh ở nước ta phần nào đạt được nhiều kết quả khả quan với sự chung tay, đồng lòng của Đảng, Chính phủ, Nhà nước và nhân dân. Làn sóng Covid lần thứ tư được đánh giá là khốc liệt hơn nhiều so với các lần trước. Tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ đang trở thành điểm nóng, cùng với đó là sự vào cuộc của các lực lượng vũ trang, quân đội, công an đều quyết tâm dốc hết sức vừa thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, vừa hỗ trợ phòng chống dịch. Ngay từ Tết Nguyên đán Canh Tí 2020, khi mới xuất hiện những ca nhiễm Covid-19 đầu tiên, lực lượng bộ đội biên phòng đã xung kích trên tuyến đầu để chủ động ngăn chặn dịch bệnh qua biên giới. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, các chiến sĩ bộ đội biên phòng luôn chủ động phối hợp với các lực lượng làm tốt nhiệm vụ kép trên cả 3 tuyến biên giới, biển, đảo. Tại khu vực biên giới phía Nam, nhất là các tỉnh thành tiếp giáp biên giới đường bộ với Campuchia, tình hình xuất nhập cảnh, buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép cũng diễn ra phức tạp khi các đối tượng sử dụng đủ mọi phương thức, thủ đoạn, phương tiện, bất chấp những nguy cơ lây nhiễm dịch từ nước ngoài để vận chuyển hàng hóa cũng như xuất nhập cảnh trái phép nhằm qua mặt lực lượng chức năng. Thế nhưng dù cách thức, thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, lực lượng bộ đội biên phòng tại các đơn vị trong thời gian qua đã kịp thời phát hiện, bắt giữ liên tiếp nhiều vụ vi phạm, góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ an ninh quốc gia và công tác phòng chống dịch trên tuyến biên giới. Việt Nam có đường biên giới dài hơn 5.000 km, trong đó có tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia với 9 tỉnh thành tiếp giáp với 10 tỉnh của Campuchia, là những cái khu vực có cái nguy cơ rất cao khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại. Các cái hoạt động xuất nhập cảnh diễn biến phức tạp, đặc biệt là trên tuyến biên giới bộ và một số tỉnh ở tuyến biển. Trên biên giới bộ hiện nay thì từ Kon Tum cho đến Kiên Giang đã hình thành 900 cái chốt phòng chống dịch, trong đó có hơn 4.000 cán bộ chiến sĩ và gần 8.000 trên cái số tổng số 8.000 là cán bộ chiến sĩ các lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ và lực lượng phòng chống dịch tham gia chốt chặn trên biên giới. Các cái vụ việc xuất cảnh, nhập cảnh trái phép có liên quan đến dịch tễ đều được phát hiện và xử lý kịp thời, thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin đối ngoại với các lực lượng chức năng của Campuchia trong cái công tác phòng chống tội phạm, bảo vệ đường biên cột mốc cũng như phòng chống dịch, đã tổ chức tiếp nhận xử lý nhiều đối tượng phía Campuchia trao trả, đồng thời là phát hiện xử lý các cái đối tượng nhập cảnh trái phép, trốn cách ly theo quy định của chính phủ cho cơ quan phòng chống dịch ở các cấp đưa vào thực hiện các quy định cách ly và không để cho dịch bệnh bùng phát trên biên giới. Trước những yêu cầu cấp thiết đặt ra, có những đồng chí nhận nhiệm vụ ra biên giới tăng cường tại các đảo, tổ chốt thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch. Có những đồng chí đã 2 năm chưa về thăm gia đình, không nghỉ phép, không về, tranh thủ để tập trung vào nhiệm vụ. Ăn láng, ngủ rừng, dầm mưa nắng, các cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tại các đơn vị trên biên giới bộ và biên giới biển vẫn ngày đêm canh gác tại các đường mòn, lối mở, tổ chức tuần tra, mật phục cả ngày lẫn đêm, quyết tâm bám trụ, không để dịch bệnh xâm nhập vào nội địa, giữ vững an ninh trật tự, an toàn biên giới, bởi sau lưng là người thân, gia đình, là đồng bào ruột thịt. Chúng tôi cũng cảm ơn người thân, gia đình của các đồng chí cán bộ, chiến sĩ hiện nay được tăng cường trên tuyến biên giới, và có những đồng chí đã 2 năm nay chưa về thăm gia đình, không nghỉ phép, không nghỉ tranh thủ, tập trung vào nhiệm vụ, đã động viên người thân là quân nhân trong cái lực lượng tăng cường trong cái quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch.
yên tâm công tác. Đó là cái niềm tin, là hậu phương vững chắc để cho cán bộ chiến sĩ, các lực lượng trong đó có bộ đội biên phòng tiếp tục hoàn thành tốt cái nhiệm vụ trong quản lý bảo vệ biên giới, phòng chống dịch Covid ở trên tuyến biên giới bộ cũng như trên tuyến biên giới biển. Gần 2 năm nỗ lực thực hiện nhiệm vụ kép trong quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn trên tuyến biên giới, ngăn chặn các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, né tránh thực hiện các biện pháp phòng chống dịch của các đối tượng. Lực lượng bộ đội biên phòng còn phối hợp với các chính quyền địa phương tuyên truyền, phát động các phong trào toàn dân tham gia phòng chống dịch Covid và xuất nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới, bờ biển để nâng cao nhận thức của người dân, ngăn chặn dịch bệnh lây lan tại các địa phương. Ở đâu gian khó, ở đó có bộ đội. Tinh thần hy sinh, sẵn sàng nơi tuyến đầu của lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam, không chỉ trong thời chiến mà cả trong thời bình. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, vẫn luôn đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân, hy sinh quên mình, vì nhân dân phục vụ, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy, vững chắc của đồng bào, đồng chí cả nước, xứng đáng là hình ảnh người lính, bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. We'll be right back.